sẽ chọn giấy thủ công, giấy màu. Ngoài ra nhóm em còn sử dụng kéo, bút chì, thước kẻ để làm ra những hình thù vui nhộn ạ. Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể. Đây là mô hình mới áp dụng trong năm học 2023-2024 này. Đấy. Và làm thế nào để vẽ được các bộ phận của từng loài phù hợp với thực tế? Đấy. Thế thì bây giờ các bạn sẽ dựa vào các ý gợi ý của phần phác thảo, thì các bạn đã đi phác thảo, chúng ta trao đổi thảo luận trong nhóm và phác thảo cho thầy giáo ý tưởng để làm ra một cái trang trong sổ tay. Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, trường tiểu học Bắc Lý số 2, huyện Hiệp Hòa đã giới thiệu, tập huấn, tuyên truyền đầy đủ về giáo dục STEM đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh nhà trường về 3 hình thức: bài học STEM, hoạt động trải nghiệm và nghiên cứu khoa học STEM. Căn cứ kế hoạch số 16, ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa về triển khai thực hiện mô hình giáo dục STEM cấp tiểu học từ năm 2023 và những năm tiếp theo, nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện và đã bố trí, sắp xếp thời khóa biểu bài dạy chủ đề STEM hợp lý, linh hoạt. Xây dựng, sắp xếp, lồng ghép chủ đề giáo dục STEM vào kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học các môn học hoặc hoạt động giáo dục hợp lý. Phát huy sự sáng tạo của học sinh, nhà trường đã chỉ đạo xây dựng góc STEM trong các lớp học và không gian STEM trong trường học để trưng bày các sản phẩm STEM của học sinh. Cơ bản, góc STEM, không gian STEM của các lớp và phòng trưng bày sản phẩm STEM chung được bố trí, sắp xếp tương đối khoa học, phù hợp, đảm bảo cho học sinh dễ tương tác, khám phá, trải nghiệm và học tập, thúc đẩy tính sáng tạo, thẩm mỹ, trí tò mò và sự thấu cảm của học sinh với STEM. Đánh giá được hiệu quả mô hình, nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học được 5 tiết ở lớp 1, 2, 3 và lớp 4. Sinh hoạt chuyên môn cụm 2 buổi, một buổi trực tuyến cấp huyện và một buổi trực tuyến cấp tỉnh về bài học STEM. Những giờ sinh hoạt chuyên môn như vậy vừa là giúp đội ngũ giáo viên rút ra những bài học kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi dạy học bài học STEM, đồng thời định hướng giúp học sinh phát huy năng lực sáng tạo, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề, phát triển những kỹ năng mềm như tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp, kỹ năng thực hành nhóm và tạo niềm tin yêu, sự hào hứng trong mỗi giờ học. Tớ sẽ trình bày 3 loại thực vật là cây bưởi, cây hoa giấy và cây mạ. Cây bưởi có các bộ phận chính là rễ, lá, thân, tớ sẽ vẽ quả. Cây hoa giấy có các bộ phận chính là hoa và thân, tớ sẽ vẽ rễ và lá. Cây mạ có các bộ phận chính là thân, lá, rễ. Sau đây, tớ xin mời các bạn đóng góp ý kiến. Tớ mời bạn Vân. Hoa giấy của tớ có, tớ mời bạn ngồi xuống. Tớ mời bạn Huy. Bởi vì nhà tớ có một cây bưởi, quả ăn rất ngon và nó nở hoa rất đẹp. Tớ mời bạn ngồi xuống. Tớ mời bạn Hùng. Tại sao bạn lại trồng cây mạ? Bởi vì ở ngoài đồng, nhà tớ có rất nhiều cây mạ lên tớ lấy để trình bày. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên khi là năm đầu thực hiện mô hình mới, nhà trường đã tổ chức cuộc thi, thiết kế hoạch bài dạy bài học STEM và đã có 7 giáo viên tham dự trên tổng số 21 giáo viên toàn trường. Bước đầu, cuộc thi đã phát huy được sự mạnh dạn, tự tin đổi mới của giáo viên trong việc thiết kế bài học. Biết vận dụng chương trình giảng dạy các môn học để lựa chọn được vấn đề có trong thực tế để gắn với nội dung bài học. Thông qua thực hành, giúp học sinh thấy được khoa học, kỹ thuật gắn với cuộc sống, khoa học thật là gần gũi với con người. Do đó càng tạo sự mạnh dạn, hứng thú, tư duy, sáng tạo cho học sinh với giáo dục STEM. Bao quát những sản phẩm này đều được làm từ bìa cắt tông, giấy màu và bút màu. Sử dụng tính chất của anh bộ ở cụ Hồ gồm sáng tạo, nhanh nhẹn, đoàn kết và chăm chỉ. Đánh giá kết quả thực hiện mô hình, trong năm học, nhà trường tổ chức được một ngày hội STEM cấp trường nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Đây là chiếc đàn guitar được làm từ việc cắt tông và dây chun của nhóm em làm. Chiếc đàn hồng đàn thì được làm từ việc cắt tông, khoét một cái lỗ ở giữa để làm lỗ thoát âm, và dây đàn thì được làm từ
sau đây em xin nói về tác dụng của đèn giao thông. Đèn giao thông có tác dụng ngăn ngừa tránh những tai nạn thương tâm xảy ra và đỡ các cuộc ngăn chặn xe kẹt xe hàng giờ. Ngày hội sở tem em rất là vui và em thấy sản phẩm của lớp 5A rất sáng tạo và rất bảo vệ môi trường, tại vì các anh chị đã lấy đồ bỏ đi để lắp ráp những ngôi nhà và lấy bìa cắt tông đã qua sử dụng để lắp đèn giao thông. Trong ngày hội STEM em thích nhất là các anh chị và các em đã trưng bày sản phẩm và giới thiệu các sản phẩm của nhóm mình. Ở đó em đã biết là biết đến nhiều sản phẩm đẹp và có thể em sẽ cố gắng và sẽ làm được một sản phẩm như các anh chị đã làm. Em thấy rất là vui, các bạn đã làm hết sức của mình và các sản phẩm của các bạn rất là đẹp, giúp các bạn có thể biết đến nhiều ngôi nhà, cột điện giao thông, biết về luật an toàn giao thông và các bạn đấy ước mà mình sẽ có ngôi nhà như thế. Rất vui khi được trải nghiệm một ngày hội STEM và điều em thích nhất ở đây chính là lớp có rất nhiều lớp đã làm nhiều sản phẩm như là nhạc cụ và các đồ vật khác, và em thích đoạn là khi lớp em chia sẻ về giặt chú bóng mini của lớp ạ, vì nó có thể là như là một bộ phim ạ. Ngày hôm qua đã cho em rất nhiều niềm vui và cho em biết cách sáng tạo, cách làm thế nào để cho cái sản phẩm của mình trở nên đẹp nhất, giúp cho các bạn có tinh thần nhiều hơn về làm sản phẩm rất đẹp. Rõ ràng, từ mỗi bài học STEM đã giúp học sinh càng yêu thích hơn nội dung bài học, giúp các em phát huy cao năng lực sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề rất nhanh, khả năng giao tiếp và tạo niềm tin yêu. Sự hào hứng trong các hoạt động STEM như thế giúp học sinh có động lực học tập tốt hơn, thích đến trường học. Cùng đó, nhà trường còn tổ chức cho học sinh tham gia một buổi trải nghiệm STEM cấp quốc của 9 trường tiểu học huyện Hiệp Hòa. Ngoài những ý tưởng mới trong ngày hội khi được làm sản phẩm, học sinh còn được giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm về học tập, làm sản phẩm của các lớp, các trường trong cụm. Qua đó, năng lực học sinh tiếp tục được bồi dưỡng và phát huy. Chúng em là đại diện cho các bạn học sinh của trường đại học Bắc Lý số 2, xin được giới thiệu sản phẩm STEM của trường em. Thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, để tạo ra các sản phẩm STEM này, chúng em đã có sự vận dụng của các môn học như khoa học, công nghệ, toán, kỹ thuật. Khi làm các sản phẩm, chúng em chia sẻ công việc cho nhau, phát huy khả năng năng khiếu của từng bạn, đồng thời hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Bạn thì ra ý tưởng, bạn thì thu thập vật liệu, bạn thì vẽ, bạn thì tô màu. Chúng em cảm nhận được hết các ý nghĩa của việc hợp tác nhóm trong công việc, thực sự hiệu quả, đem lại niềm vui. Từ hiểu biết về STEM, học sinh tích cực làm nhiều sản phẩm sáng tạo khác qua các giờ học kỹ thuật, công nghệ, tiếng Anh, tin học, mỹ thuật và đã tham gia giao lưu sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện với mô hình máy điện gió đã đạt giải khuyến khích. Tham gia giao lưu tin học trẻ cấp huyện đạt giải 3 của học sinh lớp 4. Những kết quả này minh chứng cho hiệu quả chất lượng giáo dục STEM của nhà trường trong suốt năm học. Có được kết quả đó, ngoài việc tổ chức, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệp Hòa, nhà trường đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân thị trấn Bắc Lý xây thêm phòng chức năng để trưng bày sản phẩm STEM, đầu tư thêm trang thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, thiết bị phù hợp của lĩnh vực khoa học, công nghệ, tin học như máy tính, kết nối Internet. Để giúp học sinh vừa được học, vừa tham khảo, nghiên cứu trên mạng Internet, phối hợp với phụ huynh học sinh để hỗ trợ các thiết bị gia công, nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương hoặc qua sử dụng, tổ chức, đánh giá, rút kinh nghiệm hàng tháng theo định hướng hoạt động STEM, góp phần thực hiện hiệu quả chất lượng năm học 2023-2024.